Xin chào quý phụ huynh, hôm nay Misa Emis Kindergarten xin hướng dẫn phụ huynh cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Emis phụ huynh. Các nội dung chính bao gồm hướng dẫn tải và đăng nhập vào ứng dụng Emis phụ huynh, hướng dẫn xem tin tức của con tại trang chủ, bảng tin và tính năng. 1. Hướng dẫn tải và đăng nhập vào ứng dụng Emis phụ huynh. Bước 1. Phụ huynh tải ứng dụng như sau. Phụ huynh vào CH Play với hệ điều hành Android và App Store với hệ điều hành iOS. Gõ tìm kiếm app Emis phụ huynh, chọn nhớ biểu tượng Emis phụ huynh như tại đây và nhấn cài đặt để tải về ứng dụng. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng. Khi lần đầu tiên sử dụng ứng dụng thì phụ huynh cần tạo mật khẩu đăng nhập mới để đảm bảo tài khoản được bảo mật thay vì sử dụng mật khẩu mặc định. Phụ huynh nhập số điện thoại đã đăng ký với nhà trường và chọn tiếp tục. Tạo mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Lưu ý là mật khẩu cần tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa và chữ thường, cũng như có ít nhất một số. Nhập mã OTP được gửi về tin nhắn điện thoại để xác nhận là hoàn tất bước tạo mật khẩu. Sau đó, phụ huynh nhập số điện thoại và mật khẩu đã tạo để đăng nhập vào phần mềm. 2. Hướng dẫn xem tin tức của con tại trường. Đầu tiên, tại màn trang chủ, phụ huynh có thể gửi được các thông tin cho trường như là đơn xin nghỉ, dặn thuốc, nhắn tin với nhà trường trực tiếp mà không cần sử dụng đến các ứng dụng khác. Ngoài ra thì khi trường gửi các thông tin trong ngày, phụ huynh cũng dễ dàng theo dõi ngay tại mục này. Như tình hình điểm danh, khi bé đến lớp và ra về thì phụ huynh có thể xem trực quan hình ảnh của con kèm thời gian chi tiết. Lịch hoạt động, phụ huynh sẽ xem được chi tiết hôm nay con học gì và tham gia những hoạt động nào. Thực đơn, xem chi tiết các bữa ăn trong ngày của bé kèm hình ảnh thực tế. Nhận xét, cuối mỗi buổi học thì phụ huynh sẽ nhận được nhận xét chi tiết về tình hình sinh hoạt của bé như là ăn uống, học tập, ngủ trưa, sức khỏe. Bố mẹ có thể xem tin tức, hình ảnh video đáng yêu của con và các bạn trong lớp thông qua bài đăng và mục khoảnh khắc, phụ huynh có thể tải về máy khi muốn lưu lại. Các mục như là học phí, cân đo, đánh giá thì khi trường gửi cũng sẽ được hiển thị ở màn trang chủ để phụ huynh dễ dàng theo dõi. Với mục học phí thì tại đây bố mẹ có thể xem được chi tiết các khoản phí của con, tổng số phải nộp là bao nhiêu, hạn thanh toán khi nào. Đồng thời thì phần mềm cũng sẽ tự động sinh mã QR đầy đủ số tiền, nội dung và số tài khoản của trường, giúp phụ huynh thanh toán nhanh chóng và thuận tiện. Phụ huynh có thể xác nhận kèm hình ảnh giao dịch ngay trên ứng dụng để nhà trường nhận được thông tin nhanh chóng nhất. Nếu trường hợp phụ huynh có hai bé cùng theo học tại trường thì phụ huynh có thể vào mục chuyển con để chuyển sang xem thông tin của bạn thứ hai tại đây. Với phần bảng tin thì tại bảng tin bố mẹ có thể xem được toàn bộ bài đăng của con theo thời gian, xem được ảnh có mặt con mình với bộ lọc AI của Misa giúp phụ huynh dễ dàng xem được ảnh bé nhanh chóng. Không chỉ theo dõi được bài đăng tin tức về các hoạt động nổi bật mà còn có thể theo dõi thông báo sự kiện, những bình chọn và những lưu ý quan trọng từ nhà trường. Phụ huynh có thể bày tỏ cảm xúc và để lại bình luận, tạo sự tương tác chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh như trên một trang mạng xã hội thu nhỏ. 4. Với mục thông tin về con thì phụ huynh sẽ xem được tổng hợp lại tất cả những thông tin đã tương tác với nhà trường như là điểm danh, học phí, đơn xin nghỉ, tin nhắn dặn thuốc, sức khỏe, nhận xét đánh giá, thực đơn lịch hoạt động. Trên đây là hướng dẫn anh chị cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Emis phụ huynh. Xin chào và chúc bố mẹ có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng bé tại trường.